Chào mừng các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Các bạn thân mến, tôi vừa mới phát hành cái video về một số cái đơn vị nhỏ lẻ của Nga đã bị đẩy lùi trong các cuộc tấn công ở trên khu vực Kharkov, tức là Kuryansk, do vấp phải một số cái ổ phục kích của lính trinh sát Ukraine. Và cũng trên mặt trận Adip cũng vậy, Adipka, tôi cũng cảm thấy có vẻ như là Nga đang trùng xuống để chờ đợi một cuộc đánh lớn nào đó, hoặc là chờ bên Ukraine tổng phản công. Mặt khác, họ cũng đang tập trung các lực lượng cũng như là khí tài, đặc biệt là đạn dược. Nhưng ngay lúc này thì tôi đã nhận được cái bản tin của đồng nghiệp từ Ba Lan nói rằng thành phố Vuleda là nơi mà mấy ngày qua tôi nghĩ đây sẽ là cái nơi mà Nga cần phải đề phòng, vì từ đây lực lượng Ukraine có thể đánh xuống Mariupol, chia cắt hai tỉnh phía đông và hai tỉnh phía nam của bốn tỉnh sát nhập. Thì đúng vậy, tôi đang nói về thành phố này, đó là Vuleda đã bị san phẳng. Nỗi lo về một cuộc phản công từ đây đã bay hơi. Vuleda đã bị Nga san phẳng theo đúng nghĩa đen. Nga đã dùng gần như tổng lực từ các loại pháo kích, không kích, xe tăng và các bệ phóng tên lửa tới tấp đến cái địa chỉ này, thành phố Vuleda. Thành phố này cách đây không lâu đã phục kích cái lữ đoàn tăng 155 của Nga, xóa sổ lữ đoàn này của Nga cùng hơn 39 tăng trên đường tiến lên phía bắc, nơi có hai pháo đài của Ukraine, đó là Adipka và Bakhmut. Ngoài Vuleda, xung quanh cũng gần như trở thành tro bụi. Lực lượng Ukraine đồn trú tại đây là lữ đoàn cơ giới số 72 đã xác nhận Vuleda đã bị xóa sổ. Thực ra đây là cái gai trong con mắt của các lực lượng Nga. Ngoài lữ đoàn 155 băng thiết giáp bị tổn thất, và hai lần sau đó các lực lượng Nga cũng chưa thể xâm nhập thành phố này, và hai lần sau cũng chịu thất bại. Vuleda nằm ở ngã ba khu vực trọng điểm, phía bắc là Adipka, phía đông là tỉnh Donetsk và cách không xa đó là Donetsk, phía nam là Mariupol nằm trong khu vực Donetsk đã được Nga giải phóng, và phía tây nam là Zaporizhia và phía nam là Melitopol. Ai giữ được thành phố này thì sẽ có cơ hội kiểm soát toàn bộ khu vực xung quanh. Với Nga, chiếm được thành phố này sẽ mở toang cho cánh cửa giải phóng toàn bộ khu vực Donetsk và Zaporizhia, và cùng với việc giải quyết nốt Bakhmut và Adipka thì Nga sẽ hoàn toàn giải phóng ba tỉnh Donbass từ tại Ukraine, và từ đó có thể tập trung xuống phía nam giải phóng luôn Kherson và giữ vững phòng thủ ở bán đảo Crimea. Vuleda giờ đã hoàn toàn chỉ còn cảnh gánh cán các thương binh và những người không qua khỏi. Dân làng, những người còn lại ở đây cũng đang khẩn trương sơ tán sau khi hết đợt pháo kích. Một chỉ huy của một đơn vị súng máy của lữ đoàn 72 người Ukraine nói rằng: "Chúng tôi cũng sẽ cố gắng trụ lại cho dù rất khó, bởi vì thành phố không còn gì." Việc giải quyết xong thành phố Vuleda sẽ làm xáo trộn kế hoạch của Kiev, muốn dùng Vuleda làm bàn đạp mà trước mắt là mồi nhử cho các đơn vị Nga. Thành phố bị xóa sổ, nội trong ngày hôm nay mọi người sẽ rời đi, nó sẽ trở thành thành phố ba. Nga đang nhắm đến các pháo đài khác là Adipka. Chắc mọi người dân ở đây cũng sẽ thấy họ cần phải nhanh chóng rời khỏi thành phố ngay, như ở thành phố Bakhmut người dân ở đó đã từng làm, và họ đã thấy tấm gương Vuleda mới ngày hôm qua. Không thể nghe Tổng thống Zelensky được, họ phải nhanh chóng rời đi để giữ mạng sống của mình. Như chúng ta biết, các thành phố có thể nói là trọng điểm của Nga cần phải giải quyết. Vấn đề là trước hay sau? Đó là cái thứ nhất, đó chính là Bakhmut. Như chúng ta biết, Bakhmut là đã bị phong tỏa 8 tháng nay, nhưng đến bây giờ, hiện nay có thể nói là co cụm gần như là toàn bộ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng giải vây và được tổng phản công từ phía bên ngoài. Bakhmut thì nằm ở phía đông của Ukraine, là tâm điểm chú ý trong những tháng gần đây, khi mình chứng kiến rất nhiều cuộc gọi là giao tranh rất ác liệt. Vì hiện nay Ukraine cũng chưa có dấu hiệu rút quân, mà cũng sẽ tiếp tục cầm cự, cho dù trong đó không còn những cái đơn vị có phiên hiệu lớn nữa.
Bakhmut trở thành tâm điểm giao tranh phía đông Ukraine và là mục tiêu của Nga. Nga đã có kế hoạch bao vây Bakhmut từ lâu để cắt đứt tuyến hậu cần của Ukraine và buộc các lực lượng Kiev phải rút lui. Từ khi mà kiểm soát được Soledad, tức là phía đông bắc của Bakhmut vào đầu tháng, thì các lực lượng của Nga đã tăng cường tấn công vào các vị trí ở phía tây của thị trấn, và trong đó có Blahodan. Blahodan hiện nay là Nga cũng chiếm được rồi. Việc kiểm soát thành phố Bakhmut sẽ giúp các lực lượng Nga tiến công vào các thành phố Sloviansk, Kramatorsk, đồng thời cho phép Moscow kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. Đó là một trong những cái mục tiêu của Điện Kremlin. Trước đó thì ngày 31 tháng 1 năm nay thì người đứng đầu của Cộng hòa Nhân dân Donetsk là ông Pushilin cũng nhận định là việc Nga giành được Bakhmut và Uleda thì sẽ là tổn thất rất nghiêm trọng cho quân đội Ukraine và mở ra cánh cửa cho quân đội Nga triển khai lực lượng theo rất nhiều hướng. Đó là thành phố thứ hai. Uleda là thành phố thứ nhất, Bakhmut là thành phố thứ hai, thì cũng tôi nghĩ rằng là chắc là đến lượt Bakhmut thôi. Cái thành phố thứ ba mà cũng là cái gai trong mắt của Moscow đó là Zaporizhia. Bên cạnh các mặt trận ở phía đông thì giao tranh ở Zaporizhia cũng là một điều mà làm cho Ukraine rất là lo ngại. Kiev cho rằng các lực lượng của Nga có thể thúc đẩy cuộc tiến công về phía bắc là nhằm vào Orkhiv và Prokhov thuộc khu vực Donetsk. Nếu điều này xảy ra thì điều đó có thể đẩy lùi các cái vị trí khai hỏa tên lửa tầm xa của Ukraine, muốn có thể tấn công sâu vào hành lang trên đất nước Nga kiểm soát phía nam. Tức là nếu mà đẩy được Ukraine càng xa phía tây thì là cái lãnh thổ của Nga sẽ được bảo toàn hơn, vì các cái tầm bắn của các loại tên lửa, nhất là HIMARS, đã có thể đến tới 80 cho đến 120 km, và thậm chí các thành phố mà đang nằm trong vùng kiểm soát của Zaporizhia của Nga là như Melitopol hoặc là Tobruk cũng đều nằm trong tầm bắn của Ukraine. Cho nên cái Zaporizhia này cũng là một trong những cái điểm tiếp theo mà Moscow đang nhắm đến. Kiev cũng nói về tầm quan trọng của thành phố này khi mà cho rằng việc giải phóng nó thì sẽ cho phép Ukraine cắt đứt các tuyến hậu cần của Nga tới Crimea. Vì ở đây á, vì cái chỗ này và cái Uleda này, các bạn biết là có một tuyến tàu lửa là gần như là duy nhất là từ miền đông cho đến bán đảo Crimea. Cái thành phố thứ tư mà theo thứ tự ưu tiên là Kharkov. Kharkov thì nằm cách biên giới Nga khoảng 40 km thôi, nhưng mà nó là thành phố lớn thứ hai và có rất nhiều người Nga sống ở đây. Hiện nay vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của Ukraine, và các quan chức của Ukraine cho biết là mặc dù chưa có dấu hiệu nào là thấy Nga gia tăng lực lượng ở đây, nhưng Moscow vẫn thỉnh thoảng vẫn nã pháo. Và một số quan chức cũng thừa nhận là họ không ngạc nhiên nếu mà Nga đánh vào thành phố này. Mặc dù chưa có dấu hiệu đảm bảo Nga sẽ giành được thành phố này hay không, nhưng việc kiểm soát nó rõ ràng sẽ là một lợi thế chiến lược rất đáng kể cho Moscow. Và theo đó, Nga có thể chia cắt các quốc với Kiev để ngăn cản quân đội Ukraine rút quân từ các quốc về thủ đô. Và thành phố thứ năm, tất nhiên rồi, đó là thủ đô Kiev. Ngay từ năm 2022 khi bắt đầu chiến dịch thì bằng một cuộc tấn công vào Kiev, sau đó Moscow đã phải rút quân, và ngay cả phương Tây cũng như Ukraine dường như đã nhất trí rằng không có thông tin tình báo nào cho thấy thủ đô Ukraine hiện nay đang đối mặt với mối đe dọa như năm ngoái. Họ không nhận thấy các nhóm tấn công nào có thể tiếp cận Kiev. Ngay Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine Rezhnikov, người sắp bị thay thế bằng Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Buranov, cũng nhận định như vậy. Nhưng bên cạnh đó thì về nguyên tắc không thể kiểm soát Kiev, bởi đây là thành phố 4 triệu dân mà những người dân ở đây họ sẵn sàng tự vệ, ông Rezhnikov cho hay. Tuy nhiên, đối với người Nga, nếu khi Crimea bị đe dọa hoặc lãnh thổ họ bị đe dọa thì họ có thể xóa sổ Kiev mà không thương tiếc giống như vua Đề Đà. Chúng ta hy vọng những điều đó không xảy ra khi mà cuộc tổng phản công mùa xuân của Ukraine thất bại, thì tất cả mọi thứ sẽ nằm trên bàn đàm phán chứ không cần phải tiêu hủy hoặc xâm phạm thành phố Kiev. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.